Em thì hôm nay mình sẽ nói qua về một cái ứng dụng mobile là đặt lịch công việc mà một tháng trước mình có học cái một cái khóa Flutter rồi mình thử làm lại. Đấy thì ứng dụng này thì nữa là mình phải trình bày cái này bài tập lớn này, cho nên là mình sẽ thể là luyện tập nói cũng như là chia sẻ kiến thức cho anh em luôn có thể. Thì app này nó có những cái gì? Nhất là nó có tính năng là đăng nhập bằng bên thứ ba như Google, Facebook hoặc là tạo tài khoản của riêng app xong rồi đăng nhập. Và với mỗi cái tài khoản thì nó sẽ có những cái dữ liệu riêng của người dùng. Người dùng có thể thêm những cái công việc. Đấy. Và mỗi công việc thì lại có những cái lịch làm việc cho công việc đấy. Số tiền của mỗi giờ làm việc, số giờ làm việc, sau đó nó sẽ thống kê ra một ngày có làm những cái gì, bao nhiêu tiền, bao nhiêu giờ. Đấy. Thế thì ở đây là công nghệ sử dụng thì nó là cái Flutter của Google thì nó sử dụng ngôn ngữ Dart. Thì cái xác thực người dùng thì dùng Firebase, còn lưu trữ dữ liệu thì dùng cái Cloud Firestore cũng của cái đấy, các bạn lên đấy, lên trang này thì để tạo ra database firebase.google.com. Thì app này có cái gì? Thì ở đây là sản phẩm thì mình sẽ thử đăng nhập theo những hình thức khác nhau. Ví dụ như đăng nhập bằng email thì là những cái email mà mình đăng ký với app. Nếu mà bạn chưa có tài khoản thì có thể đăng ký ở đây. Ví dụ như là mình đăng ký tài khoản là Q987 mật khẩu thì 123456. Thế là mình đã tạo xong tài khoản và nó đăng nhập luôn. Thì trong tài khoản này chưa có gì cả. Đấy. Thì đấy là cách đăng nhập nhất. Hoặc là mình cũng có thể nhờ bên thứ ba để cung cấp cho mình một cái tài khoản với một vài cái thông tin cá nhân nó giới hạn. Đấy, ví dụ như đăng nhập với Google. Đấy, thì trước đấy là mình đã có một tài khoản ở trong này. Đấy. Vậy thì thấy là trước đấy mình có đây vừa nãy cái tài khoản mình tạo ra thì nó cũng được lưu trong cơ sở dữ liệu rồi, và đây là sự generate ra một cái UID đây. Và đây thì trước đấy mình có một tài khoản Windows 21. Thì cái bên phía Google bên thứ ba đấy nó đã cung cấp cho mình một vài thông tin cơ bản, nên là cái quan trọng nhất là cái UID này với cả một vài cái như là ảnh ảnh của cái Gmail của mình và tên đầy đủ một vài cái thông tin nữa. Đấy. Thì thử đăng nhập. Đấy, thế thì nó đã có những cái công việc trước đấy mà mình đã thêm vào ở trong này. Đây, tương tự tưởng với cái UID này đúng không? Thì ở bên database có những cái dữ liệu tương ứng với cái ID đấy. Đây, những dữ liệu tương ứng đấy đây. Ví dụ như đi học này, master các thứ này, bán kem đấy. Nói chung là nó có những cái dữ liệu tương ứng như vậy. Trong mỗi cái công việc thì sẽ có những cái lịch làm việc. Thì giả sử ở đây mình có thể là thêm một công việc mới nhé. Đi bán sách à. Số tiền mỗi giờ là 1 đô, save lại. Đấy, thì ngay lập tức đã có thêm một bản ghi đã được thêm vào sử dữ liệu ấy. Tiếp theo là mình có thể thêm những cái lịch làm việc ở đây, ví dụ như ngày hôm nay mình định đi bán sách vào lúc chẳng hạn như là 7 giờ
tối đến 9 giờ tối chẳng hạn. Đấy thì thời gian là 2 giờ và vừa lấy tiền của mỗi giờ là 1 đô. Đi bán sách vào buổi tối, tạo ra cái entry này. Đấy, thì ngay lập tức là ở trong dữ liệu cũng có một cái entry mới tạo ra ở đây. Đấy. Và mình cũng có thể update nó bla bla đấy. Thì nó sẽ tự động update này. Đấy, nó đã update vào đây rồi. Thì mình cũng có thể xóa đi. Đấy, thêm sửa xóa thì đây mình cũng có thể xóa bằng như này. Đấy, thì ngay nó sẽ tự động xóa trên trên Firebase. Đấy, thế thì mình cũng có thể sửa cái này. Đấy, thì nói chung là đấy thì đấy là thêm bước sửa xóa đấy. Còn ở đây là thêm có một cái thống kê cho mỗi ngày, tính tổng tiền mỗi ngày, tính số tổng số giờ làm việc mỗi ngày làm những công việc gì đấy, và có tổng tiền của tất cả các ngày, tổng tiền tổng giờ mỗi ngày thế là xong. Đấy thì ở đây cái account này của mình thì nó có thêm nó lấy cái photo URL với cả cái tên riêng của cái thằng user của mình. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói về cái hoạt động của cái app mà chủ yếu là authenticate thôi, thì chủ yếu là cái hoạt động của nó như này. Đây thì đầu tiên là mình cần xây dựng cái app để hiển thị lên dữ liệu, thì đương nhiên thì phải có một cái database là như Cloud File Store đấy. Thì với mỗi cái người dùng thì hình dung như là cái database này như một cái nhà. Còn mỗi người dùng thì phải có một cái tủ đồ riêng ấy, là những cái dữ liệu riêng của mình. Đấy thì phải mỗi cái tủ đồ phải có một cái khóa. Mỗi cái khóa đấy cần một cái chìa khóa. Nó là một cái UID. Đấy, thế thì bây giờ là mình phải tiện cho người dùng ấy. Thì mình không mình có thể là bắt người dùng tạo tài khoản xong rồi mình tạo ra một cái UID như vừa nãy mình làm, hoặc là thứ hai là mình có thể nhờ bên thứ ba cung cấp cho mình một cái user, và user này có một cái UID xong mình gán vào đây. Đấy, thì đấy là cách bên thứ ba. Đây thì mình sẽ xin cái một cái access token của bên thứ ba, xong rồi dùng nó để access cái DB của bên thứ ba, và là sử bên DB của bên thứ ba này trong trường hợp này là có một cái bảng table, bảng user. Thế thì mình sẽ dùng cái access token này, mình lấy ra một thằng user với cái số lượng thuộc tính giới hạn mà cái thằng người dùng nó đã đồng ý cho việc truy cập ấy. Đấy. Xong rồi mình sẽ gán cái UID này bằng user.uid. Trong cái thuộc tính đấy thì có một cái tính quan trọng là UID. Mình dùng cái UID đấy để làm cơ sở dữ liệu của mình. Cái UID đấy nó cái này này, cái này, cái UID này. Rồi lắc rồi này. Đây, UID ví dụ như cái này này, mình dùng nó để làm một cái khóa cho cái cơ sở dữ liệu ấy. Mình dùng nó làm cái khóa ấy. Xong rồi với mỗi cái khóa đấy thì mình sẽ mở khóa được cái tủ đồ riêng cho mỗi người và trả về dữ liệu tương ứng với từng user một đấy, thì nó sẽ hiện lên cái dữ liệu tương ứng với mỗi người đấy, thì nó đơn giản như vậy thôi. Còn mấy bước sau thì là nhúng thư viện vào rồi thì viết làm thêm bước sửa xóa tương tác của dữ liệu thôi, thì nó đơn giản đấy. Thế thì đấy là tổng quan về app. À nếu mà đây là cái OAuth 2.0 này thì nó là cái giao thức để ủy quyền truy cập đấy. Đúng. Nó về authorization nhiều nhiều hơn á. Nếu mà muốn biết thì có thể nói để mình làm thêm, để nó kỹ hơn về cái công đoạn này. Công đoạn này thì mình viết tắt nó. Thực ra nó có vài bước.